Này Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát, số sông Hằng lại bằng số cát ấy. Như thế thì số cát của các sông Hằng ấy thật có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ cát của một sông Hằng đã nhiều vô số, huống chi là số cát trong tất cả bao nhiêu sông Hằng kia. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân thật, nay ta bảo thật với ông. Nếu có người thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới bằng số cát của những sông Hằng kia ra mà bố thí, thì được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều, không tính được. Nếu người thiện nam thiện nữ đối với kinh này tin nhận dân làm theo và giảng nói rộng, phước đức này nhiều hơn phước đức trước. Nếu có người y nơi kinh này diễn thuyết chỉ bốn câu kệ trong kinh này thôi, thì tất cả thế gian trời người A-tô-la đều cung kính cúng dường, cũng giống như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống gì là người trọn hay thọ trì đọc tụng kinh này, nên biết người ấy đã thành tựu pháp tối thượng đệ nhất hy hữu. Nếu kinh này ở nơi nào cũng như có Phật ở nơi đó không khác. Người thọ trì đọc tụng bộ kinh này cũng giống như những đệ tử đáng tôn kính của Phật không khác. Bạch Thế Tôn, bộ kinh này tên là gì? Chúng con nên phụng trì như thế nào? Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Do nhân duyên cái tên như vậy, các ông cũng nên tin nhận phụng trì. Vì cớ sao vậy? Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức không phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có nói pháp chăng? Bạch Thế Tôn, Như Lai thật không có nói pháp. Này Tu Bồ Đề, số bụi nhỏ trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có được xem là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Nói đến các bụi nhỏ ấy, Như Lai nói không phải là bụi nhỏ, cho nên mới gọi là bụi nhỏ. Như Lai nói thế giới thật không phải thế giới, thật ấy mới gọi là thế giới. Này Tu Bồ Đề, có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy đâu. Không thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói 32 tướng, tức không phải là 32 tướng vĩnh hằng bất diệt.
không có lúc nào không bị thay đổi và vô thường biến dị. Ấy mới gọi là 32 tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem thân mạng nhiều như số cát của sông Hằng để bố thí thì được phước đức rất nhiều, nhưng cũng không nhiều bằng người đổ giới kinh này, tinh nhẫn thọ trì và phóng hạnh, cho đến vì người khác mà giảng nói chỉ bốn câu kệ thôi. Đức Thế Tôn rất ít có. Hôm nay Phật nói pháp sâu xa di diệu, khó nghĩ bàn. Con từ trước đến nay chưa từng được nghe qua kinh điển cao thâm khó lường như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu như lại có người được nghe kinh này, có thể sanh lòng tin thanh tịnh sâu sắc, không hề hoài nghi. Như vậy người này cũng hiểu thấu thực tướng của vạn pháp trên thế gian, thành tựu được công đức ít có bậc nhất mà Thế Tôn nói thật tướng các ấy tức không phải tướng. Thế nên Như Lai nói tên là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay còn đối với nghĩa lý, lý luận của kinh này, có thể tinh hiểu phỏng hành, không lấy làm khó. Nếu đời sau, khoảng 500 năm, lúc đó có những chúng sanh được nghe kinh này, tinh hiểu thọ trì, người ấy ắt là có ít bậc nhất. Vì cớ sao vậy? Vì người này không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao vậy? Vì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không phải là thật tướng. Lìa tất cả tướng mà an trụ trong cảnh giới như như bất động, tức gọi là chư Phật. Đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người tiếp nhận kinh này, đối với ý kinh, không kinh không hải, không sợ, nên biết người ấy rất là ít có. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói đệ nhất ba la mật, tức không phải đệ nhất ba la mật mới gọi là đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói không phải nhẫn nhục ba la mật, ấy mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cớ sao vậy? Thuở xưa ta bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta khi ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao vậy? Ta thuở xưa khi thân thể bị cắt ra từng phần, nếu còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, lẽ nên sanh sân hận. Chính vì vậy, các vị Bồ Tát muốn trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh, thì phải lìa các tướng mà phát tâm vô thường chánh đẳng, chánh giác. Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm.
chẳng nên sanh tâm không chỗ trụ. Nếu tâm có trụ, ắt là không phải trụ. Thế nên Phật nói, tâm Bồ Tát không nên trụ sắc mà bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế mà bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng, tức không phải tướng. Lại nói tất cả chúng sanh chỉ là do các duyên hòa hợp mà sanh, tức không phải cái gọi là chúng sanh. Như Lai nói mỗi lời đều là chân thật, không hư dối. Lời như lý như pháp. Lời trước sau chẳng khác. Tu Bồ Đề, Như Lai được pháp chân. Pháp này không thật, không hư. Nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà làm việc bố thí, thì như người vào trong tối, ắt không thể thấy. Nếu Bồ Tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí, thì như người có mắt lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi, thấy các thứ hình sắc. Này Tu Bồ Đề, ở đời sau nếu có người hay ở trong kinh này mà thọ trì đọc tụng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, chư Phật mười phương dòng trí huệ Phật ắt thấy biết người ấy, liền thời gia trì hộ niệm cho họ. Người này dưới sức gia trì hộ niệm của chư Phật sẽ thành tựu vô lượng vô biên công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
trời.